Fashion Bar đang chào đón một niềm vui rất là hân hoan của các anh chị vừa mới vượt bể cá mập thành công. Xin chúc mừng tất cả các anh chị và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng làm một động tác để ăn mừng chiến thắng của mình được không ạ? Ok. Xin mời, dạ. Bắt tay. Yeah. Anh chị, và bây giờ anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình một chút xíu sau khi mà vừa vượt bể cá mập thành công được không anh? Rất là vui và tuyệt vời ạ. Khi startup chế phẩm Bắc Tê của chúng tôi đã được 5 sát cùng đồng hành để giúp chúng tôi vươn ở Việt Nam và vươn xa ra quốc tế luôn ạ. Dạ, và còn anh thì sao ạ? Thật sự thì mình rất là vui, cũng như Nguyên rất là vui mừng, và đặc biệt thì mình còn cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì team của mình cũng đã đồng hành cùng nhau qua một thời gian rất là dài, cùng nhau vượt qua rất là nhiều thử thách khó khăn để có được cái thành tựu ngày hôm nay. Và thật sự khi đến chương trình Sắc Tân ngày hôm nay và vượt bể cá mập thành công là một cái niềm vui rất lớn và rất rất là hạnh phúc, và thật sự rất là cảm ơn team của mình và tất cả mọi người. Cảm ơn chương trình đã cùng đồng hành cùng nhau đến ngày hôm nay. Ôi, một cái sự chia sẻ rất là nhiều cảm xúc. Ngọc Châu có thể cảm nhận được cái niềm vui và niềm hạnh phúc khi mà mọi người chinh phục được bể cá mập thành công. Vậy thì để ghi dấu cho khoảnh khắc này, chúng ta hãy cùng nhau đến quầy Casper để nâng ly ăn mừng được không ạ? Xin mời. Dạ, trong anh rất là sảng khoái. Anh thấy vị bia Casper có hợp với mình không anh? Anh thấy rất là hợp. Có gì? Cảm thấy rất là tuyệt vời luôn. Dạ, yeah, quá tuyệt vời. Còn chị thì sao ạ? Thì thấy phụ nữ nhưng mà uống rất là dễ uống ấy. Đấy, em là thấy là dễ uống rồi đó. Cái vị nó rất là đậm đà. Dạ. Uống vào cái cảm giác của mình nó rất là sảng khoái luôn. Dạ, đúng là vị bia để xứng đáng để chúng ta ăn mừng cho những khoảnh khắc chiến thắng đặc biệt của mình đúng không anh? Và bây giờ thì em mời tất cả các anh chị cùng tiến sang trong phòng kế bên. Chúng ta sẽ trò chuyện đôi chút về hành trình mà mình vừa mới đi qua được không ạ? Ok. Xin mời anh. Và bây giờ anh em mình sẽ trò chuyện một chút về cái hành trình mà các anh vừa đi qua được không ạ? Không biết là lý do vì sao mà ở Shark Tank mùa này hai anh quyết định mang sản phẩm cũng như là dự án của mình đến để gọi vốn ở Shark Tank ạ? Mình theo dõi Shark Tank lâu rồi. Dạ. Và để một cái sản phẩm mà đi lớn, đi rộng và đi xa thì chúng ta phải cần những người bạn đồng hành. Nếu mà được sự đồng hành của các sát cùng tham gia vô, và các sát có những cái lợi thế mạnh về quản lý, về marketing, về thị trường quốc tế, thì khi mà nếu các sát cùng vào cùng với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đi rộng, đi xa nó dễ hơn, nhanh hơn. Dạ, yeah. Thực ra thì em cũng có được theo dõi một phần cái màn pitching của hai anh với lại các sát, thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là hiện tại ở thị trường Việt Nam á, rất là khó để thuyết phục người nông dân thay đổi cái thói quen tiêu dùng của mình, thay việc là sử dụng các chế phẩm sinh học thay vì là sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật bằng hóa học. Vậy thì anh có kế hoạch trong tương lai mình làm thế nào để mà có thể thuyết phục được khách hàng, đặc biệt là thị trường Việt Nam sử dụng sản phẩm của mình? Đó cũng là một cái lý do mà mình nhờ tới mình đến với chương trình này, và cũng vì mình muốn nhận được sự hỗ trợ của các shop để làm cho người nông dân hiểu những cái lợi thế khi sử dụng thuốc bảo vệ sinh học. Khi mà bạn chuyển hướng sang dùng những cái sản phẩm này, yeah, thì nó sẽ có rất là nhiều lợi ích, và nó từ tầng cá nhân cho đến tầng xã hội. Dạ. Yeah. Vậy thì tại sao anh quyết định theo đuổi và gọi là mình quyết định nghiên cứu cái sản phẩm này, mình đặt hoàn toàn tâm huyết cho sản phẩm lần này ạ? Mình nghĩ rằng là sinh học là một xu hướng tương lai. Dạ. Cái thứ hai là mình thấy chứng kiến người bà con nông dân của chúng ta khi mà trồng rau, trồng cây ăn trái khó khăn, hoặc là rất là nhức đầu để phân biệt ô cái luống rau này để bán, cái luống rau này để ăn, chín luống bán và một luống ăn. Nên cái thông điệp mình muốn nói là gì, là người ăn không độc, người phun cũng không có độc, và để cuối cùng nó tạo ra được một cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu và cái nguyện vọng của người nông dân. Dạ. Đó, thì để mà vươn rộng, vươn xa hơn thì chúng ta cần đồng hành và nhiều người nữa. Tại vì một cái sản phẩm tốt mà nếu chúng ta không đưa ra được thị trường, chúng ta phải có lỗi. Dạ. Và chúng ta cũng có lỗi với bản thân và lỗi luôn cả cái xã hội khi chúng ta cũng đưa một cái sản phẩm tốt cho được nhiều người, vừa đáp ứng cái nhu cầu, vừa có một cái giá thành hợp lý. Tuy nhiên đó là một hành trình. Dạ. Khi chúng ta thay đổi một cái thói quen từ dùng thuốc hóa học qua thuốc sinh học là một, yeah, cái hành trình.
Bởi vì đôi lúc người ta chưa có tự tin và chưa có tin tưởng lắm. Cái điều đó cũng đúng thôi, tại vì trước đây người ta dùng chưa thấy hiệu quả, làm sao người ta tin. Thì đó là một chặng đường thật là khó khăn phía trước. Và hôm nay cũng là may mắn khi chúng tôi có nhận được sự hỗ trợ của cả năm sát khi cùng tham gia cái này. Rồi, và với cái tinh thần này thì không biết là hai anh và team của mình có sẵn sàng tham gia một mini game đến từ Casper không ạ? Chắc chắn sẵn sàng ạ. Yeah, tinh thần rất là quyết tâm. Và ngay bây giờ là mini game dành cho mọi người. Xin mời. Và thử thách dành cho mọi người hôm nay có tên gọi là truyền tin. Chúng ta sẽ có 3 thông tin hoặc là 3 từ ghép mà mọi người bắt buộc phải truyền tin từ người đầu tiên đến người cuối cùng. Anh sẽ có 3 lượt đoán. Với mỗi lượt truyền tin mình sẽ có 30 giây cho mỗi lượt. Và nếu tất cả các anh chị đoán đúng 2 trên 3 từ khóa, mọi người sẽ là người chiến thắng trong game này. Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, sẵn sàng. Sẵn sàng, ngay bây giờ sẽ là lượt thử thách đầu tiên. Xin mời. Đó, truyền. Dạ, hết giờ, xin mời anh truyền thông tin cho anh cơ nhé. Mặt anh rất là gì? Anh bây giờ anh đang ghép từ, mình đoán là anh đang ghép từ. Nói lại to lên, nói to. Nói to lên. Hết giờ, yeah. Anh ơi, mình hết giờ rồi. Anh ơi, thời khắc quan trọng đây ạ. Gánh nặng đè lên vai mình. Bây giờ mình nhìn thẳng vô camera này giùm em. Mình nói giùm em đáp án đầu tiên nha. Không có biết được cái gì hết. Không biết gì, toàn nghe tiếng nhạc không à. Rồi, anh lại không có nghe được gì hết. Anh ơi, anh truyền được thông tin, anh nhận được thông tin là gì ạ? Có được hai từ sau cái gì, bảo hiểm. Bảo hiểm nha mọi người. Chị ơi, chị nhận được thông tin gì ạ? Lúc đầu chị truyền cho anh là thông tin gì ạ? Nói chung là tắt chứ khẩu hình nữa chứ không. Là không biết gì. Không, em thấy là đúng một chữ hiểm. Đúng chữ hiểm cuối cùng, tức là đúng. Rồi anh ơi, thông tin mình nhận được là gì ạ? Đầu tư mạo hiểm. Đầu tư mạo hiểm. Rồi. Mình nhớ được cái gì. Mình cứ nghe thấy cái gì. Ngay bây giờ sẽ là lượt thử thách tiếp theo dành cho mọi người. Xin mời. Nhập thị trường sát. Sát nhập, sát nhập thị trường. Sát nhập gia nhập thị trường. gia nhập thị trường. Ok chưa anh? Ok chưa? Ok. Gia nhập thị trường. Cái gì? Chúc mừng anh! Yeah. Dạ nhưng mà sai rồi, chưa đúng. Dạ chưa đúng. Anh nhận được thông tin gì? Gia nhập thị trường. Rồi. Gia nhập thị trường. Rồi. Vậy là anh đã nhận tin sai. Thì sáng cái gì nha. Vâng, và không sao cả. Chúc mừng mọi người, bởi vì chúng ta có hai đáp án sai. Nên bây giờ chúng ta sẽ được phạt. Xin mời anh phạt. Rồi, và ngay bây giờ là trên tay mọi người hình phạt của ngày hôm nay. Xin mời mọi người hãy cùng tận hưởng hình phạt của mình ạ. À. Xin mời. Phạt này chắc là mình thích. 1, 2, 3. Yo, cheers. Đó mình gọi là được phạt rồi đúng. Yeah. Đúng là tinh thần không từng bỏ. Và chúc mừng mọi người đã hoàn thành xong thử thách ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì nhà tài trợ Casper cũng có thêm một phần quà muốn gửi đến các anh chị ngày hôm nay. Xin mời.
Dạ rồi, đây là phần quà mà nhà tài trợ Casper muốn gửi đến anh chị ngày hôm nay. Đó, trên tay anh là đang cầm một phần quà lên đến hàng tỷ đồng lận đó anh. Dạ, yeah. Mọi người không nghe lầm đâu ạ. Hãy quét ngay QR code trong mỗi thùng bia Casper như thế này để tham gia chương trình khui bia thượng hạng, rinh quà đẳng cấp với giải thưởng vô cùng giá trị gồm các voucher và tiền mặt. Ngoài ra, các anh chị còn có cơ hội tham gia được chương trình cố vấn cám bập với những giải thưởng cực kỳ giá trị. Một giải nhất trị giá 500 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Casper. Kèm theo đó là 3 buổi training, trong đó 2 buổi training trực tiếp 1-1 và 1 buổi training nhóm. 3 giải nhì, một giải thưởng trị giá 150 triệu đến từ nhà tài trợ Casper. Kèm theo đó là 2 buổi training, 1 buổi training trực tiếp 1-1 và 1 buổi training nhóm. Tất cả những buổi training này sẽ do Sát Hưng hoặc là Sát Minh Beta trực tiếp hướng dẫn. Quà tặng lên đến hàng tỷ đồng. Kèm theo đó là những buổi training trực tiếp cùng với các Sát đang chờ đón tất cả mọi người. Hãy cùng theo dõi fanpage và TikTok của Sát Hưng Việt Nam để theo dõi kết quả sẽ được công bố trong 3 buổi livestream tiếp theo. Cùng Casper, web QR trong thùng, rình ngàn quà khủng. Ngay bây giờ thì Ngọc Châu xin mời tất cả các anh chị hãy cùng lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Rồi, mình cùng sát lại gần nhau chút xíu nha. Mình nhìn camera này giùm em. Dạ rồi, camera đây. Và cảm ơn anh chị ngày hôm nay. Ngọc Châu xin chúc cho tất cả các anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe nè. Và đặc biệt là trong hành trình sắp tới của mình sẽ có những bước tiến rực rỡ, mạnh mẽ hơn với tất cả các Sát cũng như là những cái dự định tương lai của mình. Và anh chị cũng đừng quên upload những khoảnh khắc đặc biệt của mình ngày hôm nay kèm theo hashtag Casper. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Yeah. Bye bye, thank you, đi ra. Quý vị thượng hạng nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Shark Tank Việt Nam thứ hai hàng tuần 20:30 trên kênh VTV3, 21:30 trên YouTube TV Hub.